chùa Phra Thát Phanom gọi theo tiếng Thái là Wat Phratat Phanom nằm cách thị trấn Nakhon Phanom khoảng 50 km trên quốc lộ số 212. Đây là ngôi chùa quan trọng nhất của tỉnh Nakhon Phanom, một tỉnh giáp biên giới với Vương quốc Lào. Chùa Phratat Phanom có một ngôi bảo tháp được xây dựng theo kiểu kiến trúc của dân tộc Lào. Ngọn tháp này cao chót giót nên có thể nhìn thấy rõ từ xa. Ngôi tháp này có tên là That Phanom có hình dáng rất trang nhã, được sơn màu trắng và trang trí bằng vàng. Đỉnh của bảo tháp được làm từ 110 ký vàng rồng. Phần đế của bảo tháp được trang trí bằng những bức phù điêu thể hiện những cảnh trong thần thoại Bà La Môn. Ngôi tháp này được cho là được xây dựng trước thế kỷ 12, chiều cao ban đầu của ngọn tháp chỉ là 25 m Trải qua nhiều lần trùng tu và tôn tạo, tổng chiều cao hiện tại của ngôi tháp là 57 mét. Toàn bộ các công trình kiến trúc của chùa Phra Pha Phadom lúc ban đầu được thiết kế theo lối kiến trúc của người Khmer. Vào ngày 1 tháng 8 năm 1975, ngôi tháp của chùa đã bị sụp đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của trận mưa bão kéo dài liên tục trong nhiều ngày. Sau đó, người dân Thái Lan đã quyên góp để xây dựng lại ngôi tháp. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa đã được xây dựng và tôn tạo nhiều lần nhưng vẫn giữ được nét đẹp lộng lẫy ban đầu. chùa Phra Phà Phanom là ngôi chùa quan trọng bậc nhất ở vùng đông bắc của Thái Lan vì trong ngọn tháp Phà Phanom của chùa có thờ xá lợi xương ức của Đức Phật. Truyền thuyết kể lại rằng chùa Phra Phà Phanom do ngài Đại Ca Diếp tạo dựng để thờ xá lợi xương ức của Phật. Ngài Đại Ca Diếp là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật và cũng là người đã kế thừa sứ mạng quang truyền chánh pháp của Đức Phật sau khi Đức Phật nhập niết bàn và ngôi bảo tháp Thạch Phanom được coi là bảo tháp xá lợi phật cổ nhất ở đông bắc Thái Lan hàng năm có một lễ hội văn hóa Phật giáo quan trọng được tổ chức trong khuôn viên chùa kéo dài cả tuần lễ đây là dịp để hàng ngàn tín đồ Phật tử Thái Lan và Lào đến chùa để viếng chùa và chiêm bái đảnh lễ xá lợi của Đức Phật trong suốt nhiều thế kỷ qua, kể từ ngày được tạo lập đến nay, chùa Phra Phanom luôn là điểm hành hương quan trọng và luôn được tôn kính bởi các cộng đồng đa dân tộc và đa quốc gia trong khu vực.